ดังเงียบเทียนบัดเทียนเทียนบัดดังตู้เงียบเทียนบัดดังตาบังตาเทียนđền Vũ Thị Trắc là chúng tôi xin tế ba tuần rượu trước và tế tiền Ban Nhã Ba La Mật Đa không ngoài mục đích chúc cho toàn thể các cụ có các bà các bác các cô chú năm mới Quý Mão an khang thịnh vượng, nhà nào lộc đấy, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau, hai cái gặp nhau thì các con các cháu các cụ mua ô tô đi lễ các đền chùa miếu mạo và vàng thì là chúc thọ các cụ là bách niên gia lão vạn thọ trường sinh A Di Đà Phật. Đã đến giờ hành lễ, xin mời các quan tiếp viên vào vị trí của mình. Khởi chính có
nghệ đại vương vị thiên. Yeah.
tín chủ cung thưa kỳ não thiên trí thủ nhân vũ thị chắc giữ não thượng hạ chi nhân đằng xóm ngõ bộ cần gì hướng đăng phù tiêu qua phẩm đại chư thực nghệ chi nhi cung chân bạc nghệ tư nhân nghinh xuân tiết tinh tế tinh thịnh đại thành chi thanh hiền ninh vị tiên cung thịnh ngọc hoàng thượng đế ngũ vị tôn quan tứ phủ thánh triều vị tiên cung thịnh hưng đạo đại vương cung thịnh thánh tư đại vương cung thịnh nhị vị vương cố hoàng thánh vị tiên cung thịnh đức ông hoàng diệu cung thịnh đức đại tướng quân vương vinh hiệu cung thịnh thiên thanh chúa bà năm phương cung thịnh chúa bà bán cảnh thần tài chúa đất cung thịnh thiên chúa bà năm phương kính cáo có công tổ địa long mạch chính thần bán đường kính dị chân linh tiên chú miêu ngõ bộ sứ đỗ văn sau đỗ văn dự níu văn khi cùng các chân linh qua vang đồng nai thụ hưởng cùng dị tôn thần chứng tư vương thổ đức trọng khôn duy bảo lê dân diệt hiểu lợi thành vạn vật nhi vô địa hiểu chú gia nhân giai ngưỡng chi hiểu thổ hiểu nhân dân mỹ hiểu hiểu tăng ti tư nhân tân niên xuân tế cần cụ chi nghi phục vọng nguyên giám đan khổ tích dị hồng nai tí tí đồng ấp khang cát vật ngoại phồn ti thực nai tôn thần chi báo hiệu chi phù chi hưởng hưởng kinh kỵ chi hiền linh các liệt sĩ trong nàng đồng nai giám
Thank you.
Thank you.
tưởng đến đây đã được hoàn tất. Chúng ta xin chúc các vị đại biểu hiện diện buổi tế lễ hôm nay lời chào tốt đẹp nhất. Xuân hạ thu đông tài dẫn tới đông tây nam bắc lộc tương lai a di đà phật. Chương thứ nhất là tế bát nhã ba la mật la chùa Linh Sơn đã tế xong và đã hoàn chỉnh. Chương thứ hai tế thần bát nhã trước cửa miếu thôn Cộng Hòa ngõ bộ, thì mời các cụ công các bà các bác chúng ta sẽ thưởng thức. Khởi chinh cổ văn thơ Chúa, cửa chùa, cửa chồng.
Thank you.
Thank you.
vừa đón khách chân tu. Thưa trình tất cả các quý vị đông đủ đây, lặng lặng mà nghe đoàn tế nữ quang chúng tôi dẫn bản đò nhà Phật. Đò nhà Phật đầu bến Giang Hà, khách gần cho trí khách xa, ai là lính nhà Phật ra đây cho sái tôi chờ. Có tiền sái tôi cũng chờ, mà không có tiền thì sái tôi làm phúc làm duyên. Việc Phật pháp sái tôi nên làm phúc ấy, các vị đã tưởng về miền Tây chúc ra ngay đây cho sái tôi chờ đó. Oh,
Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phật Tử Không Giao Chủ Âm Bảo Cơ Nguyên Bồ Tát Tiêu Kiết Giải Nghiệp Từ Tôn Đại Tô Ta Di Đà. Cứu nhất nhân đắc kỳ vàng phúc, cứu một người phúc đẳng hà sa, tâm già có một khủng hoa, lộc mười mang lại với già bách niên. A Di Đà Phật. Ở đời phúc hòa do mình, tu nhân tích đức trời dành thần cho, gặp nguy ắt được cứu nguy, gặp hàn ắt được phù trì qua cơn. A Di Đà Phật. Thank you.
nhà Phật. Bye.
hiện diện trong buổi tế lễ hôm nay. Chương tế thiền Bát Nhã Ba La Mật Đa của chúng tôi đến đây đã được chu viên hoàn tất. Tôi xin thay lời cho đoàn thể đồ tế kính chúc tất cả các quý khách xuân hạ thu đông tài dẫn tới đông tây nam bắc lộc tương lai. A Di Đà Phật.